Bạn Dương Kim Oanh có gửi câu hỏi như sau: chồng em bị máu nhiễm mỡ thì nên uống loại cây thuốc gì? Chào bạn, bệnh máu nhiễm mỡ hay là bệnh mỡ máu là một trong những căn bệnh phổ biến rất là nhiều người mắc phải hiện nay. Kinh nghiệm dân gian có rất là nhiều vị thuốc nam có thể điều trị được bệnh mỡ máu. Có một vị thuốc mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn, đó chính là cây giảo cổ lam. Theo kinh nghiệm dân gian thì giảo cổ lam là một trong những vị thuốc có công dụng điều trị mỡ máu hiệu quả nhất hiện nay. Bệnh nhân chỉ cần sử dụng kiên trì giảo cổ lam khoảng 1 tháng là có thể hạ được mỡ máu. Uống giảo cổ lam trong khoảng thời gian 2 tháng thì chỉ số mỡ máu sẽ trở về bình thường. Để biết thêm thông tin về hiệu quả điều trị bệnh của cây giảo cổ lam thì bạn có thể gọi đến số hotline của công ty Thảo Dược Đức Thịnh để được chúng tôi tư vấn kỹ hơn ạ.